Thưa các bác, thì vừa rồi các bác đang nghe hệ thống âm thanh từ một con đẩy 4 kênh. Hàng chính hãng đến từ thương hiệu là BVK và mã sản phẩm con này là con K8. Tiếp đến đó là một con vang số chỉnh cơ dòng cao cấp đến từ thương hiệu là DBA Scottic và mã sản phẩm của con này là con KM330 Pro. Thì thưa các bác, thì đây đó là một cái video mà test hàng trước khi gửi đi cho khách hàng. Thì thưa các bác, là đây là một cái đơn hàng gửi cho anh Phan ở bên Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì bác khách này thì bác ấy cũng là mua hàng ở bên em rất là nhiều lần rồi. Thì đơn trước thì bác ấy đã lấy một cái con vang KM330 Pro của hàng DBA Cotic. Và hôm nay thì bác ấy đặt thêm lấy con đẩy 4 kênh đến từ thương hiệu là BVK và mã nó là K8. Thì đây là một cái video mà test hàng để gửi đi cho các bác khách này. Thì trong cái đơn hàng hôm nay thì có rất nhiều những cái đơn hàng để em test, để em gửi đi cho khách hàng. Em xin lỗi các bác, thì cái đơn hàng này, con K8 này các bác nhé. Con K8 này thì là cái đơn hàng gửi cho anh Bình ở bên Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa. Thì đây là một cái khách quen. Thì trước kia là cũng lấy hàng ở bên em rồi và bác ấy đang sử dụng là cái con DB Acoustic KM330 Pro. Hôm nay thì bác lấy thêm là con K8. Còn một cái bác khách ở bên đây thì có rất là nhiều đơn. Thì vừa rồi em nhầm cái đơn ở bên Hà Giang thì bác lấy cái con đẩy Hà Giang và đi Nha Trang này. Có đây là K8 này. Hôm nay thì có rất nhiều đơn K8, đây là K8 đi Nha Trang này. Đơn này là bên đây là K6 đi Biên Hòa, Đồng Nai là K6. Đấy, trong đó thì em nhắc lại đây là cái đơn con K8. Đây là đầu smart này. Còn đây là con K8 đi bên xin lỗi các bác nhé, đây em nhấn mạnh lại là cái đơn này gửi cho cái anh Bình ở bên Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa. Đấy ạ, lấy con đẩy 4 kênh, mã của nó con K8. K8 thì còn một số những cái đơn khác là cũng K8 với cả K6 nữa, thì tí em để test cho các sau. Thì đây thì bắt đầu sẽ test cái đơn ở bên cái con K8 này. Thì thưa các bác, là bên em là bên lương âm thanh, lương audio. Đây ạ, số điện thoại của bên em đây các bác nhé. Đây là cái số điện thoại của bên em đấy. Số điện thoại là 0988646683. Và bên em là bên đại lý phân phối chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái đơn hàng khác nhau, với mã hàng khác nhau. Thì bác nào quan tâm thì các bác sẽ liên hệ với bên em đã, 0988646683. Các bác thấy đây là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây này, thiết bị quản lý nguồn này. Phía đằng xa kia là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài rồi. Rồi giữ những cái dòng loa full này, rồi loa súp này. Đây là dòng cục đẩy công suất. Và bên em, phía em thì ở đây còn kho còn rất là nhiều những cái mặt hàng khác nhau. Đây là súp kép bắt 50 này, những cái dòng cục loa full, rồi dòng vang cơ vang số. Và ở đây nữa là những cái dòng vang cơ vang số, rồi loa, rồi thiết bị vang, rất là nhiều loại để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Thì thưa các bác, là quay lại cái đơn hàng ở đây thì em sẽ test cái con này. Thì thưa các bác, là trên thị trường thì có rất nhiều những cái dòng đẩy 4 kênh của rất nhiều những cái hãng khác nhau. Trong đó cái hãng BVK các bác nhé, cái dòng của BVK ấy, hồng BVK và phải hàng chính hãng. Với cái thương hiệu BVK thì trên thị trường bị làm nhái làm giả rất là nhiều. Thì khi mà các bác mua thì các bác hãy lựa chọn những cái cơ sở uy tín để mua, để tránh việc mua phải hàng nhái hàng giả. Và cái nữa là giữa cái dòng hàng thật và hàng nhái là chỉ có cách là các bác phải tháo hẳn ốc máy ra để các bác kiểm tra cấu trúc linh kiện ở bên trong thì các bác mới biết là đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái. Và bên em thì đã có rất nhiều những cái video giới thiệu cho các bác là phân biệt giữa hàng thật hàng nhái rồi. Và với cái đẩy BVK mà với dòng 4 kênh đi, ở đây thì đây là cái bao bì đóng gói của sản phẩm đấy các bác nhé. Đây là cái bao bì đóng gói của sản phẩm, và bên trong thì nó sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng như này. Đấy, một quyển sách hướng dẫn sử dụng đấy các bác nhé. Đây em sẽ dở quyển sách này ra. Thì quyển sách hướng dẫn để sử dụng này thì nó sẽ chung cho các mã là K4, K6 và K8. Và các bác đặc biệt lưu ý là cái thương hiệu BVK này, hàng chính hãng, thì dòng 4 kênh thì người ta chỉ sản xuất cái mã K4, K6, K8 thôi. Đấy, và kiểu dáng giữa K4, K6, K8 thì kiểu dáng với hình thức bên ngoài thì nó giống y xì nhau, và nó chỉ khác nhau về cái mã cũng như là cái cấu trúc linh kiện ở bên trong cũng như là cân nặng. Ví dụ như con K8 này thì máy không của nó rơi vào tầm khoảng 29 cân, gần 30 cân các bác nhớ đấy ạ. Máy không đây, nó rơi vào tầm nhỉnh hơn 29 cân một chút. Đấy, thì đó là con K8, và con K6 cũng như là K4 thì nó nhẹ cân hơn. Đấy, và các bác lưu ý là hàng chính hãng thì nó chỉ có K4, K6, K8 thôi. Đây ạ, K4, K6, K8. Còn ở trên thị trường thì nó có cả K12, K20, K30, thì đó là những cái hàng nhái. Các bác lưu ý đặc biệt hộ em ạ, K4, K6 là K8 là hàng chính hãng. Và ngay bản thân những cái mã này thì cũng có hàng nhái. Vì thương hiệu BVK này trên thị trường thì được người sử dụng tín nhiệm rất là cao.
dòng sản phẩm này tiếng nó rất là hay và rất là sáng tiếng, thành ra là rất nhiều bên người ta đã lợi dụng, người ta làm sale để bán theo, ăn theo cái lợi nhuận của sản phẩm này. Thành ra là rất nhiều hàng nhái, thì khi mà các bác mua các bác lưu ý như vậy. Và ở đây thì trên quyển sách hướng dẫn sử dụng này thì em sẽ đọc qua một số những cái thông tin về công suất này. Ví dụ như K4 này, K6, K8, ở đây thì em nói đến con K8 thì em sẽ đọc cái thông tin của con K8. Ở đây thì trong trường hợp mà các bác đánh shifter nhá, shifter có nghĩa là 4 kênh công suất rời riêng rẽ, thì cái con K8 này nó các bác sẽ nhìn thấy là 4 nhân với cả 800W thì nó rơi vào tầm 800W một kênh. Nhân với 4 kênh, và khi mà các bác đánh ở trở kháng là 8 ohm. Còn khi mà các bác đánh ở trở kháng là 4 ohm ở đây, 4 ohm ở đây thì nó rơi vào tầm 4 kênh nhân với mỗi kênh là 1200W. Còn trong trường hợp mà các bác đánh gộp nghĩa là hai kênh công suất gộp là 1 ấy, thì ví dụ như là kênh 1 kênh 2 gộp là 1 thì lúc đó thì nó sẽ ra một kênh công suất, và cái công suất lúc đó nó là rơi vào là 2400W. Đấy, còn trong trường hợp mà các bác đánh gộp cả 4 kênh trở thành 2 kênh thì lúc đó các con đẩy K8 này nó trở thành một các con đẩy 2 kênh công suất, và mỗi kênh của nó là 2400W. Còn trong trường hợp mà các bác gộp kênh 1, kênh 2 và kênh 3, kênh 4, các bác để shifter, có nghĩa là kênh 1, kênh 2 gộp lại 1 và kênh 3, kênh 4 vẫn để ở chế độ shifter, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái con đẩy công suất là có 3 kênh, thì nó sẽ là một kênh là 2400W và hai kênh còn lại mỗi kênh là 800W. Đó, thì nó rất là đa năng đa dụng trong cái quá trình sử dụng của chúng ta. Đấy là một số những cái thông tin về cái con đẩy này. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái phần âm thanh lên. Và đặc biệt là với cái dòng đẩy K8 này thì tiếng rất là sáng, rất là khỏe. Nếu mà các bác theo dõi kênh của bên em thì các bác thấy là những cái dòng đẩy của BVK giữa cái mã K4, K6, K8 thì liên tục được xuất hàng, được các bác đặt hàng đi. Và các bác lưu ý hộ em là trong khi mà các bác sử dụng ở gia đình, các bác sử dụng cái con K8 này thì hầu đa các bác sẽ không sử dụng hết công suất của nó. Vì công suất của nó rất là khỏe, với cái ví dụ như các bác đánh chế độ shifter mà 800 một kênh thì mỗi kênh con này nó sẽ đánh được một đôi, có nghĩa là hai chiếc full đơn bát 30 hoặc là một chiếc full đơn bát 40, đánh căng đét luôn các bác nhé. Còn trong trường hợp mà đánh gộp kênh ấy thì nó công suất của nó được nhân đôi thì là 1600W, trong trường hợp mà các bác đánh trở là 8 ohm thì các bác sẽ đánh được súp kép bát 50 luôn. Và trong trường hợp mà lấy kênh 1, kênh 2 thì em sẽ cắm vào một đôi full đơn bát 30, và kênh số 3 và kênh số 4 thì mỗi kênh là một chiếc súp kép bát 50. Thì thực tế trong cái đống loa này thì không ăn hầm gì mấy đó các bác nhá. Cái công suất này rất là khỏe. Và đặc biệt là với cái dòng thiết kế của BVK thì tiếng nó rất là sáng, rất là khỏe, và nó không bị cái hiện tượng kén loa. Một số những cái dòng đẩy công suất thì nó bị cái hiện tượng kén loa. Các bác lắp vào loa này thì nó rất là hay, nhưng mà lắp sang cái loa khác thì nghe nó rất là chán, rất là dở. Thì đó là cái hiện tượng kén loa của cục đẩy công suất. Nhưng mà đối với cái dòng BVK thì nó sẽ không bị kén loa. Các bác lắp vào loa nào thì tiếng nó rất là sáng, rất là dày tiếng và rất là khỏe tiếng các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ đưa cái phần công suất lên. Bác khách này thì bác cái đã mua ở bên em là cái con KM330 Pro rồi, thì hôm nay em cũng lấy cái con KM330 Pro để ghép với con đẩy này. Và lưu ý đặc biệt cho các bác là tất cả những cái chiếc áp ở đây, em đang thử cái phần nhạc, tất cả những cái chiếc áp ở đây em để hướng mặc định trung bình, chưa chỉnh cái bất kỳ một cái gì cả. Và khi mà chúng ta chỉnh nữa thì âm thanh nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều, nhưng mà em sẽ để ở mặc định để các bác biết được là chất âm con này nó rất là tuyệt vời. Đấy thì vừa rồi là các bác chỉ nghe một cái đoạn nhạc thôi, và em ở đây thì em quay bằng điện thoại thì nó chỉ phô diễn một phần thực tế rất là nhỏ, cái âm thanh thực tế thôi. Nhưng mà các bác nghe qua điện thoại thì các bác sẽ thấy cái phần âm thanh nó rất là hay. Tiếng chép cũng như là tiếng trung thì các bác sẽ nghe cái tiếng tí tách cũng như tiếng kéo kẹt của loa, nghe rất là phê tai, rất là sướng tai. Và cái giải bass thì các bác nghe là cái giải bass thì nghe nó rất là chắc tiếng và tiếng nó rất là ấm tiếng, thì là cái giải bass rất là sâu và rất là uy lực. Thì nhắc lại với các bác là dòng đẩy K8 là một cái dòng đẩy cao cấp của BVK, là dòng đẩy 4 kênh và rất là đa năng đa dụng trong cái quá trình sử dụng. Và với cái sản phẩm này thì bên em thì liên tục xuất hàng cho các bác và đảm bảo cho các bác là 100% đó là hàng chính hãng. Khi mà các bác nhận hàng thì các bác được phép là tháo hẳn ốc máy ra, là các bác kiểm tra cái cấu trúc linh kiện ở bên trong. Vì là cái hàng này nó có hàng nhái, thành ra là khi mua bên em thì các bác có nhu cầu tháo ốc máy ra, bên em sẽ cho phép là các bác tháo ốc máy ra kiểm tra, dùng thử, nghe thử hay rồi các bác mới nhận hàng và thanh toán tiền.
Cái nữa là cho hôm nay thì đó là rất nhiều những cái đơn hàng các bác nhé, hôm nay thì rất nhiều những cái đơn hàng, thành ra là em cũng sẽ không nói sâu nên sẽ chi tiết được. Còn các bác nào mà muốn quan tâm sâu hơn, quan tâm kỹ hơn, chi tiết hơn về dòng sản phẩm này thì các bác sẽ ấn đăng ký kênh, cũng như là theo dõi một số những cái video trước kia của bên em thì có rất nhiều những cái video giới thiệu rất là sâu, rất là kỹ về cái dòng sản phẩm này, và có những cái video mà em đã tháo hẳn ốc máy ra để các bác biết được cái cấu trúc linh kiện ở bên trong. Còn xong cái video này thì xin phép là các bác em ngừng cái video ở đây và em sẽ đóng hàng để gửi đi cho khách hàng, vì hôm nay có rất nhiều những cái đơn hàng và cái sản phẩm này đã test chạy ok rồi các bác nhé. Và với bất kỳ một cái sản phẩm nào khi mà bên em xuất hàng cho khách hàng thì bên em đều đưa ra để test tất cả chức năng hoạt động bình thường, ok thì em mới đóng gói và xuất đi cho khách hàng. Đấy thì em xin phép ngừng cái video tại đây và chút nữa thì cũng sẽ có một số những cái video test những cái đơn hàng tiếp theo. Và thưa các bác là khi mà các bác theo dõi kênh của Lương Âm Thanh thì các bác sẽ nhớ hộ em một việc là dưới mỗi đoạn video thì đều có những cái nút đăng ký màu đỏ cũng như là cái nút chia sẻ video. Các bác sẽ nhớ ấn vào nút đăng ký để đăng ký kênh cũng như là ấn vào chia sẻ để chia sẻ video. Cái việc đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video thì nó sẽ không phát sinh cái chi phí gì của các bác, mà khi mà các bác ấn đăng ký cũng như là chia sẻ thì một phần nào đó các bác đã ủng hộ kênh của em, các bác đã giúp đỡ em, thì em cảm ơn các bác rất là nhiều. Và em xin phép là xin chào các bác và đóng cái video ở đây và chuẩn bị đóng hàng để gửi đi cho khách hàng ạ.